Khúc này là nhất nhì là mới quan trọng nhất nè. Quá kịch tính này. Ừ. Chung kết, chung kết, chung kết. Quá ơi. Chung kết, chung kết, chung kết. Xuất phát anh em ơi. Vòng những vòng trong giải Cần Thơ. Vòng đó là cuối cùng các bạn, cuối giải Phong Điền Cần Thơ. Ngày thứ ba, thứ ba. Chính tại mà kẹp Phong Điền. Chú Hà ơi. Bị lật gió vậy. Chích bởi, chích lật gió rồi. Lật gió rồi. Là lật bên lên số 2. Lên số 2 bị lật gió anh em ơi. Ngày thứ ba, thứ ba. Chính tại mà kẹp Phong Điền. Bị lật gió vậy. Đây là những vòng cuối cùng các bạn, cuối giải Phong Điền Cần Thơ. Ngày thứ ba, thứ ba. Chính tại mà kẹp Phong Điền. Máy các bạn, ngày mới là chụp máy, mai em đang leo đem máy lên cho ban tổ chức chụp máy các bạn, chụp máy là số đồng gồm cho nó đúng ghi máy ha. Nhà các hội khác cũng chút xíu sẽ đem máy ra đây hết để đang cho ban tổ chức kiểm tra. Đây là những con máy để thi đấu này anh em. Đây là những con em vừa phong biệt thì phải. Họ đang đem máy lên kiểm tra cái số với vận động viên nào chạy ngày mai. Cái này thì mẹ máy hệ 7 người các bạn, cho nên bộ tự do nè. Còn là giữ cái thông số máy là 72 ly. Cái lốc máy là 72 ly mà cái số máy số đồng hồ có còn các bạn. Còn em mới được nha. Còn máy em là cái lốc số mà không đúng là sẽ không hợp lệ, là sẽ không được đưa vào thi đấu. Còn mấy cái máy này là hợp lệ các bạn. Để em đưa vào thi đấu chính thức nha. Em tháo cái lốc ra đằng cho ban tổ chức đo cái lòng đó. Để hàng đi trở lại thì sẽ hợp lệ và được thi đấu. Còn đây nữa bạn, rất là nhiều ha. Đây cửa ngoài đó nữa, rất là nhiều. Đang ngồi trên ngoài kẹo Phong Điền. Nên ngoài đó thì còn có máy để kiểm tra. Kiểm tra thấy có lâu. Nghe nói là như là tới 80 máy đi vào thi đấu rồi. Hình như là 80 máy. 80 máy. Câu lạc bộ Úc Trần Bi Phong Điền à, chữ ký 50 triệu nè anh em. Mấy cái cháu 28 triệu. Đó, tên gì? Heo, heo, heo. Thấy thì nghe. Bỏ quá. R, hai bốn luôn rồi. R, mua luôn. Hai bốn, hai năm. Số này chú mua chạy. Từ ai là nãy đi chữ không? Để khô hả? Đi ra ngoài keo lóc lên là đúng. Hết. Đâu đâu anh có đi ký 50 triệu lên. Mở về nhà nghe cái anh ta. Rồi ok anh. Cái này nó để cái
em đang tiếp tục tuyển chỉnh máy cho thi đấu các bạn. Anh em tuyển chỉnh máy rồi di dịch cũng là rất là nhiều yếu tố các bạn để đua sáng ngày mai nha, sáng ngày 27 ngày chiều 26. Rất là chuyên nghiệp các bạn, mỗi người một câu ha, nó sắp xếp hết rồi, rất là chuyên nghiệp. Vừa là mà rất là vừa luôn, rất là vừa từ đăng ký từ 2, 3, 5 máy tùy theo đội của anh em ạ. Đội mình thi đấu 5 máy. Anh em đang vệ sinh rồi, chung là vệ sinh rồi làm. Anh chuẩn bị đầu test đó bạn, test từ con máy này hôm nay có ngọt ngào hôm nay sớm thi đấu nha. Chiều nay con phải chút xíu lại gì ấy nữa, tổng số nữa. Từ phần đầu của dịch Y-Lập Thanh Nhàn, một bộ đến từ giờ là Y-Lập Thanh Nhàn tài trợ du lịch với bên BGT Long An. Của đội Tân Hưng Long An nha bạn. Đi rồi đẳng lấy cái vỏ ra đi, hay là đi đẳng đi, cho nó bôi cái vỏ lại. Chúng ta như là kiểm tra xong các bạn, học máy hợp lý ha. Chúng ta anh em về để anh em mai thi đấu. Còn như là con số kỹ thuật máy này đáp ứng đủ nhu cầu của anh em ha. Đấy đúng rồi đây. Mà tổ chức gì ra bên kia? 6658. Đường của anh em Long An các bạn, đội của anh em Long An, đây là máy FI các bạn, ba cái máy FI với hai cái máy hạng sang cơ. Em đang thi đấu ở đây rồi, giờ đang kiểm tra xong rồi, ok chưa đó. Giờ chiều mai là mình đi đấu rồi. Hay là ngày 26 tháng 9, hay là 27 tháng 9. Ừ.
rất là máy FE rất là đẹp các bạn. Nói chung quá trình cấp lại ha, để máy kiểm tra tháo ra cho nè, tháo ra cho nên kiểm tra mấy cái bộ phận mà đo thông suất cái đường lòng máy đó, tháo xong rồi giờ anh em phải gắn lại rồi tiếp tục test nữa, test chiều hôm nay chốt chiến dịch rồi thằng sáng mai chạy các bạn. Thì này là ban tổ chức mới vừa kiểm tra xong rồi, xíu thì sẽ ra bờ kè này chút xíu cho là anh em chịu test rất là nhiều máy luôn. Đây bờ kè hôm nay sẽ là không ngủ yên các bạn. Thì hôm nay sẽ là tối nay anh em chạy rất là nhiều, tại vì anh em vừa chút máy xong rồi tối nay anh em sẽ thử đó, mấy chục máy các bạn, 80 máy nha, mà cả người không điện thôi. Mình điện này kiểm trận dịch nha anh em, trận dịch hãy đưa vào chương trình thi đấu luôn, dịch AB nha, dịch AB đang kiểm dịch đúng chương dịch là mới cho chạy nha bạn, đúng dịch là mình sẽ ký tên dịch. Chương trình tôi sẽ dán cho em cái logo lên em đấu nha. Là hợp lý thì sẽ dán vào. Còn mấy anh em còn mấy đơn vị khác giờ đang lại ở kiểm dịch rồi, có Tiền Giang, Hậu Giang, Sông Trang, An Giang khác. Còn anh em nào chưa kiểm dịch kiểm giùm em cái nha, nó còn nhiều nữa. Bạn tổ chức bây giờ cũng ra xong các bạn, máy của anh em cũng không điện. Bây giờ cũng ra xong rồi, ra thông số lốc, số đặc tử và đủ ha. Thì này hợp lệ thì sẽ đưa vào thi đấu. Đúng là lòng 72 luôn, máy chuyển máy 7 đội tự do nha các bạn. Bị áo đi gạch xuất phát nha anh em ơi. Mình đang quay ở điểm xuất phát. Đây là những vận động viên thi đấu đầu tiên nha các bạn. Đây, đang điểm danh sách vô nè, những cặp thi đấu đầu tiên. Này chơi knock out nha anh em ơi, lội trực tiếp ra. Chạy một vòng duy nhất khoảng 500m. Anh em bị sự cố hoặc máy hư gì đó là mình sẽ bỏ cuộc nha. Tại vì có 500m à, chạy khoảng mấy phút à, 2-3 phút thì là xong, đừng chạy 500m thôi, chạy một quận một duy nhất. Bởi vì cũng yếu tố hên xui nó rất là lớn như vậy. Cái máy mình ngọt nhưng mà khi nửa đường nó bị sự cố thì nó cũng rất là tiếc cho anh em nha. Chúc anh em hôm nay thi đấu thành công hết, anh em là cũng về đứa hết nha các bạn, trọn vẹn ha, không anh em là bị sự cố hoặc là máy chết máy. Đây là những gì nhận đầu tiên, đây bơi gà điểm danh, bơi gà điểm danh nè anh em, những cái máy này bơi gà điểm danh nè, có tên nè, hình như là theo ban tổ chức là như là tới 90 máy mà hiện tại sáng nay chỉ còn có 80 máy, thì là phân ra làm 40 cặp thi đấu loại chính thức, chạy khoảng 40 quận á. 40 quận sau đó sẽ mình vô vòng 2, vòng 3, vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đây là những vận động viên thi đấu những xuất phát vòng đầu tiên nha. Thì mình quay ở đây chút xíu rồi mình sẽ lên dịch đích quay cho anh em xem. Ở đây là cái điểm xuất phát. Xuất phát xong rồi mình sẽ quay ở điểm dịch đích. Mình đã zoom cho anh em xem rất là xa luôn nha. Mình đang đứng khoảng rất là xa, so với nó khoảng 100 mét. Đang đi lên dập tức nha anh em ơi, dập tức ha, rất là đông luôn. Đấy, mình đang lên dập tức ở bờ kè, rất là nhiều anh em khán giả yêu võ lại đi chơi ha, xem đó, rất là đông luôn. Em đi một khúc bờ kè rất là dài luôn, 500 mét thì cái gì đó ha. À, giờ mình về cái này. Đây, đang đi tới điểm đích luôn nè. Đây, điểm đích quay cho anh em xem rõ ha. Đi tới điểm đích luôn. Khoảng 500 mét. Rồi.
tiếp theo là xe tải của anh em Long An với bên kia mình không biết đội nào ha. Long An thì bên tay phải mình đó. FB. Bên kia đại bá trước rồi. Bên kia đại bá trước. Thôi FB có đi nước khô nữa nha. Anh em đi lên sau đó. Kẹp lại. Bên kia đại bá trước mình. Coi có được chưa? Chắc có thể không kẹp quá chứ. Kẹp. Không kẹp. Thấy nó đi nước khổng tốt quá. Không, bên kia nó đệ ba được, nó đi nước hậu được luôn. Tính ra không có hậu thì mình ăn. Bên kia đệ ba tốt, hậu tốt luôn anh em. Vô. Thua. Rồi, tiếp tục vòng 2 anh em. Đấy, chuẩn bị xuất phát vòng 2. Rồi, anh em đang giật máy đó. Chạy đó. 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 1, 2, 3 lốm quá còn hai nữa ơi. Thấy hai cái làn sóng không ơi. Dòng này như là anh em Kiên Giang với anh em ở Nam Căn Cà Mau. Giục máy bạn, hình như là anh em ở Kiên Giang với anh em ở Nam Căn Cà Mau, dòng xe loại thứ ba, trầu, đây bị thua nữa rồi, bên tay phải à, đang trong giai đoạn gây cấn thì quá trời luôn anh em ơi, nè. Không khí xám xịt chết luôn, đừng có mưa các bạn, đang vô trong này gây cấn càng hay á, càng vô trong càng quánh càng hay, trận đấu rất là hấp dẫn, vô vòng 2, vòng 3, vòng 4, vòng tứ, vòng quán kết chung kết là dần hay của các bạn, máy hay không nha, anh em ngang cơ ngang sức á. Đồng trạng đồng sức luôn á, chạy rất là đã. Ngoài giờ đừng có mưa, anh em mình đây mình quay cho anh em coi cho nó sướng, chứ mưa quá thì mình sẽ rất là khó khăn, còn quay cũng không được nữa, mưa quá sao quay khó. Đây trận đấu của Trương Hải Dương Đồng Tháp với anh em ở Long An, như là Bi ở Long An, Bi Long An, Bi Long An với Trương Hải Dương Đồng Tháp. Chỉ mưa dữ rồi. Thao, đó nha. Chạy thì bên đây vô luôn chứ.
Ủa sao vậy? Tiếp tục dòng 2 các bạn, dòng 2. Đi đụng với Tài gì á? Tài gọi rồi. Tài gọi hả? À, vậy rồi đó. Đi vô này, đi vô này. Đó. Ồ, mình đi dùng này nhất mà. Kia đề bài trước các bạn. Máy đường hộp dưới đó. Đang chạy mưa đó bạn, đang dưới trâu vòng 2 mà chạy mưa luôn ha. Không đâu, thầm đi không đâu. Không đâu à. Đó hả? Anh thua đổ về. Quá trời. Kìa. Yeah. Rồi dễ sắp phát nè, anh trời mưa luôn ha. Cà Mau. Bay mấy ngày ăn nha. Mấy lần về. Đó, máy đang vô mới chạy từ từ nữa phải không? Đó, thả về đó, máy đang từ từ thả về nè, máy này mới vô ăn nè. Dựng máy đi vô vòng trong. Ê, ông ơi, đi trước chưa? Rồi, chuẩn bị tiếp phát vòng tiếp theo các bạn. Còn khoảng 20 vòng nữa các bạn. Này đang vô giai đoạn vòng 2. Chờ mưa con ga mình phóng to cho mình xem. Cho lưng mượn đi. Bắt mưa đã luôn em ơi. Xuống từ bữa xuống từ bữa nay luôn. Để cho anh Ti mà thằng mà lướt. Đó, đó. Chưa. Chưa. Ê, chưa mà. Chưa thổi kèn mà. Chưa, trọng tài mới dở nhưng mà chưa thổi kèn, chưa chạy được. Chưa hết, ông kia ông dịch chơi rồi. Chơi phải chạy rồi, đuổi nó xuống rồi. Mẹ, bên này anh đâu chạy đâu, đâu bỏ. Anh đi tới đầu, mưa tới đó luôn, thằng ơi. Bỏ bùng, nó đi qua Long An. Sức quát lại các bạn, sức quát lại. Đi xuống rồi. Lỗi sức quát, tại vì trọng tài chưa thổi còi ha. Sức quát lại. Rồi. Dưỡng cỡ lại nha em. Kéo vô. Nguyên cái mà cái gì mà cái chết luôn. Rồi chuẩn bị khởi động. Quá trời luôn. Trời ơi, kìa vô rồi kìa. Quá trời luôn rồi. Em đi. Em đi ăn hả?
Giang ơi. Bỏ đâu không bỏ đâu. Bỏ dọc nước mình. Rồi em đi vô không? Vô rồi. Đi vô hết đi vô. Rồi em anh em Tân Hương Long An tiếp tục vô nữa các bạn. Em đi của anh em Long An. Tiếp tục vô vòng trong. Vô rồi. Vô. Anh em Long An các bạn. Tiếp tục vô vòng trong. Em GB. Đây, tiếp tục câu lạc bộ Long An vô từ một máy nữa bạn. Máy FI luôn ha. Rồi tiếp tục xuất phát những dòng tiếp theo nha anh em. Quá căng. Thấy được rồi. Rồi em đi vô nữa rồi. Em đi vô nữa à. Em đi vô nữa. Anh em Long An tiếp tục vô nữa các bạn. Rồi sáng tôi dán con hai dứa ta. Rồi anh em Long An tiếp tục vô vòng trong nữa các bạn. 90 rồi. Mà ngô tròn cái đuôi. Vòng trong. Sáng đi chứ. Mưa khán giả ở trong rất là nhiều ha. Đó, anh em của câu lạc bộ Long An này. Đây là Thảo. Tại vì 4 máy vô các bạn. 3 máy. 4 máy vô. Vô 4 máy. Bên đây còn mấy cái? Bên đây còn 3 cái. Là lo Long An mình chơi với GGB phải không? Long An. Này lần đầu. Này lần đầu tiên. Quá kéo anh ơi. Phước Lành, Phước Lành. Phước Lành, Phước Lành, Phước Lành. Mình đề ba ăn nhưng mà bên Phước ông không có đường nữa, quán ông rút lại. Phước ăn, Phước ăn. Mà lúc đầu mình đề ba mình ăn. Ăn xong. Mình đề ăn nhưng mà mình đề mình ăn mà. Ở sao mà ông để nhặn cái gì vậy? Rồi. Phước hả? Không, bên bản. Bên bản. Gì đề ăn đi. Bên bản không phải cái dịch đó hồi nãy lên tới đây luôn. Bên đây ăn bên tay trái mình ăn ha. Anh nhanh Phước tập dây. Mấy anh em đưa vòng rồi để đảo về các bạn. Giữ máy, một máy nào vô vòng trong thì tiếp tục anh em lên danh sách lên vòng trong nha. Đây là đang anh em cũng đang ở bà kè Phong Điền. Đang chạy mưa quá thứ luôn các bạn. Chạy mưa rất là nhiều anh em ở các điểm kia nha. Mà mình đang điểm này. Đây điểm này, chạy mưa luôn. Đó, về tiếp tục tới đó. Đúng là xuất phát nữa tiếp theo. Còn có khoảng vài cặp đấu là hết rồi bạn. Cần vô vòng kết về. Rồi còn mau à, có tiếng hộ nó sao tiếng hộ nó sao tiếng hộ có nhiều máy rồi tiếng hộ nó sao đây khoảng tiếng hộ nó là kết thúc dòng đấy là vô còn có 8 máy rồi bạn là dòng thứ kết hiện tại mình đang ở chỗ của anh em là Long An ha mình đang của Long An mấy quân Long An này Long An vô là 3 máy rồi tao một bộ Tân Hưng Long An, anh em vô 3 máy, vô vòng tứ. Tân Hưng Long An, cái máy thị của anh em Long An nè các bạn. Hệ thống là con sơn nè, con sơn. Máy đậu ép bên. Đã bị hết rồi. Em không biết gì ơi. Đã bị hết rồi ha. Qua Tân Hưng Long An vô 3 máy các bạn. Dạ, tiếp tục thôi. Đó. Nghe anh em đề thì xa là không hơi ha. Quá rồi. Chết ba rồi, gùi máy cái tắt rồi. Rồi. Một bữa về đích. Máy nó giống cái chuốt của gì ta? Máy này như của Phong Điền rồi. Máy này như của Phong Điền Cần Thơ đó các bạn. Bờ kè quá cứ mưa luôn anh em ơi, anh em vô trong liễu trơn nè. Sáng động lắm mà giật nè, anh em mới trốn trong. Máy lên như của anh em Phong Điền Cần Thơ. Tiếp tục dòng ra nữa kìa. Anh em đổi mưa coi luôn nè. Còn mấy anh em khán giả đổi mưa coi luôn. Đó, đổi mưa coi đây còn ở đằng kia vô liều hết nè. Đây. Đề ba tắt máy.
Đây. Long An với GGB Cà Mau ngoài. Xin hạ vô nữa rồi. GGB Cà Mau. Lên một, lên một. Vừa con ảnh đi kìa. Ôi mấy cha ơi. Mày nói bậy lắm à. Bậy mã luôn mà nhìn cái mắt. Tiếp tục các bạn ơi. Quá dữ rồi. Cái dòng cuối cùng của Giải Cần Thơ kìa nè. Quá trời lên một lên thôi. Hả? Mấy ai gì kìa quá hả? Đè ba cái là hữu. Cái kia đi. Tối cứ chạy mưa. Đi à? Quy bị bãi rồi anh em ơi. Cái gì cũng biết hết trơn đấy. Mấy anh em bị sự cố rồi, chắc tại dòng về các bạn. Trời ơi. Mình không lại rồi. Mình không lại. Nên bọc thắng. Quý quý nó lạnh không xương rồi. Rồi anh em Long An bái mạng. Anh phát đi. Xuất phát anh em ơi. Dòng với dòng trong Giải Cần Thơ. Dòng đó là lật gió vậy, chích bờ chích lật gió rồi, lật gió rồi, là lật bên lên số 2 lên số 2 bị lật gió anh em ơi. Rồi ba ban tổ chức đang có đem phương tiện lại vớt các anh em bạn. Quá tất cả anh em ơi, có đang lên 2 kìa anh, lỗi kìa, lên 2 anh bị ốp gió rồi, rồi. Gần tới rồi. Chẳng đầu mà bị sự cố anh em ơi. Úp vỏ. Đây, mà tổ chức quy động anh em lại đang ngáy rồi. Đây. Đây có tổ chức lại. Tại vì do là bị anh em bị úp vỏ. Đây. Lại cứu hộ anh em. Cứu hộ. Cứu hộ đang lại. Bị úp vỏ trời. Anh đang bơi. Quá chạy kịch tính nghe bạn, dòng cuối cùng ướp vỏ. Xin hạ chị em ơi. Ướp vỏ. Đang dẫn mà. Đang dẫn đầu mà. Dẫn biết mà xa đâu. Hai chiếc vỏ hả? Kiểm tra đấy. Hết biết. Sống hay gì á? Sống. Sống. Nãy cũng có hạ. Ướp vỏ nghe bạn. Xin hạ ướp vỏ không? Còn án mà. Đâu lắm. Má xin hạ chị muốn trời. Nó vô này nó có giải rồi đó. Đây cứu hộ các bạn. Cứu hộ vỏ máy đang về các bạn. Máy của anh nhà vừa bị sự cố, bị ốp vỏ. Anh em BKT đây. Nhất nhì anh em ơi, nhất nhì trận chung kết giải đua võ Cần Thơ Phong Điền thứ 3 trận nhất nhì GGB. Là GGB Cà Mau lên 2 hả? Ba chứ không chạy rồi. Gì rồi bê anh Long, Cần Thơ. Long là bạn á. Long là bạn á. Chạy.
Thầy ơi, trận nhất nhì anh em. Trận nhất nhì, nhất nhì. Trận nhất nhì giải Cần Thơ. GGB. Long Cần Thơ. Ê, chưa. Phan. Chưa, rất là kịch tính. chưa. Đây, GGB là anh em đã đảo máy các bạn. GGB Cà Mau. Đụng độ với anh Bảo Long ở là Con Điền Cần Thơ nha các bạn. Đây, Long thì ở bên lane 1 này, bên góc phải màn hình các bạn, còn GGB là góc bên khuất bên kia, lane số 2. Trận chung kết giải Phong Điền là thứ 3 tổ chức tại bà Cà Phong Điền Cần Thơ. Đây là trận chung kết cuối cùng các bạn, trận chung kết giải Cần Thơ. Mưa quá khứ rồi, sáng giờ là mới vòng 1 không là giờ lại mưa không. Khúc này là nhất nhì là mới quan trọng nhất nè, quá kịch tính này. Ừ, chung kết quá ơi. Chung kết Duy đi trước hay rồi? Duy ẩn rồi. Nó đi nước hậu rút hơn rồi. Thằng Duy rút rồi à. Rồi Duy rồi. Duy nhất rồi. Duy thấy rút hơn. Để ba không kịp nhưng mà rút. Rồi ok anh em ha. Duy GB Cà Mau hạng nhất giải Phong Điền năm nay. Ở bên kia Long Phong Điền Cần Thơ hạng nhì. Duy GB Cà Mau hạng nhất. Máy về ăn nhất nha, GGB Cà Mau. Quá trời. Trầu. Mở màn nhất các bạn. Máy nhất. Còn đây máy này Long hay gì. Hai máy nhất gì của giải năm nay các bạn. Máy chi thì ăn nhất, máy Long thì ăn gì. Kết thúc chạy Cần Thơ nha anh em ơi. Máy 6 này nè em ơi. Máy xăng 6 máy. Chiếc của anh Cao Đồ Minh Tiến. Qua wow, chạy chiếc máy. Cái này mới đi chơi nè. Ủa, máy xăng nữa đó. Máy xăng nghe tiếng ghê à. Máy xăng ngon thiệt. Chiếc nãy là vỏ lãi là của cái Cano Minh Tiến. Có máy xăng nữa. Nè mấy anh đi chơi nè. Nhà nước hả? Mấy này mấy chiếc ngoài mấy chế, còn chiếc trong của nhà nước. Đó, mấy chế còn đó. Máy xăng này. Tiếng cái người tàu. Qua wow, trời anh em lấy cano biểu diễn các bạn, cano vô lãi mấy ông. Nghe cái tiếng máy từ xa là hết biết luôn. Tiếng máy 6. Nghe thấy ớn chưa? Máy 6 của Cano Minh Tiến. Quá wow, đây anh em đang biểu diễn chơi rồi. Ở bờ kè Phong Điền nha. Quá dữ. Rồi chỗ bờ kè Phong Điền anh em đang diễu hành cano. Chiếc đi đầu là chiếc cano Minh Tiến các bạn. Máy 6, máy xăng. Để tiếng rất là hầm mố luôn.